ở Hồ Chí Minh thì có em là Nhân Lê, tên em Kinh Nhân, với là anh Căn Dũng thì bên kênh Điều Gọi Phát TV, nhưng mà okay. Hôm nay anh bận anh không tham gia được. Thường thì ở Hồ Chí Minh thì có em với anh Dũng chia sẻ, mà hôm nay anh Dũng không có đến được thì hiện tại của mình em thôi. Thì đầu tiên đây là em có danh sách mà các anh chị như các bạn đăng ký hôm nay, thì anh chị nhắc cho em, tức là con tên mình, kênh mình đúng ký tên để em biết hôm nay bao nhiêu người tham gia. Okay. Với là có một cái bảng giống như một cái bảng đánh giá như cho anh chị đi sự kiện hôm nay, anh chị thấy là nó có chưa mức độ anh có hài lòng hay không, hoặc là những buổi sau có những cái phí cho anh buổi sau anh muốn giao lưu ra thì một tí em sẽ có mail riêng, thì cái bạn của agency hỗ trợ thì bạn đó thì tiếng mới cái hệ thống hôm nay bên gần em nhầm, có thể là nhiều anh chị sẽ nhận được hai ba cái mail, nhưng mà có những sự kiện kia đã diễn ra rồi, còn hôm nay thì đang chính nên cái lịch kia mình chưa kịp ra thì có anh chị bảo anh chị luôn em sao.